qua thời đỉnh cao đoàn dự Trần Hạo Dân bị gọi là ông hoàng phim rác. Từng là nghệ sĩ được yêu thích hàng đầu tại showbiz Hoa ngữ, nhưng hiện tại trong mắt khán giả, Trần Hạo Dân bị gọi là ông hoàng phim rác. Mới đây, trang 163 đưa tin bộ phim truyền hình Tân Lục Chỉ Cầm Ma tung loạt ảnh mới của dàn diễn viên chính gồm Trần Hạo Dân, Hồ Nhiên, Trịnh Bằng, Thẩm Giao, Ngô Vũ Đồng, phim do đạo diễn Vương Tinh chỉ đạo. Sina cho biết thêm Tân Lục Chỉ Cầm Ma được sản xuất từ năm 2018. Hiện tại, phim dự tính phát sóng trên các nền tảng trực tuyến. Ngoài Vương Tinh đóng vai trò nhà sản xuất, đạo diễn Quách Hổ, Châu Sinh Như Cố cũng hợp tác chỉ đạo dự án. Theo 163, dàn diễn viên tham gia trong phim đều là các gương mặt mới không được khán giả biết tới. Người duy nhất có danh tiếng là Trần Hạo Dân. Trong phiên bản truyền hình Lục Chỉ Cầm Ma, ngày 2004, Trần Hạo Dân vào vai Lữ Lân, em gái của nữ chính Dương Tuyết Mai, Ninh Tịnh đóng. Ở dự án mới, Trần Hạo Dân thể hiện vai cao thủ Võ Lâm Đông Phương Bạch, trưởng môn phái Thiên Long. Tuy nhiên, Trần Hạo Dân không còn được như xưa, lộ dấu hiệu tuổi tác, tạo hình bị đánh giá xấu. Trước đó, Trần Hạo Dân cũng tham gia vào bộ phim Phong Thần Bảng, Thác Tháp Thiên Vương, anh đóng nhân vật Lý Tịnh nhưng bị chê diễn lố, gây cười nhạt. Cuối năm 2021, Sohu nhận xét Trần Hạo Dân trong 3 năm tham gia 20 bộ phim. Đây được xem là con số không tưởng đối với nhiều diễn viên vì cường độ làm cao và khiến nhiều khán giả quan ngại về chất lượng vai diễn. Ngoài ra, việc nhận bừa kịch bản, tham gia các phim kém chỉnh chu, đầu tư ít ỏi khiến danh tiếng Trần Hạo Dân bị ảnh hưởng. Công chúng gọi nam diễn viên là ông hoàng phim rác. Theo truyền thông Trung Quốc, Trần Hạo Dân cũng chăm chỉ hoạt động nghệ thuật trực tuyến, livestream giao lưu cùng người hâm mộ. Ở tuổi 53, sở dĩ Trần Hạo Dân không ngừng làm việc bởi vì bốn con nhỏ. Để các con được đủ đầy, nam diễn viên phải cực lực kiếm tiền. Trần Hạo Dân sinh năm 1969, tốt nghiệp đại học, anh làm việc tại một công ty tài chính. Nam diễn viên bắt đầu dấn thân vào nghệ thuật sau khi được một quản lý chuyên săn lùng diễn viên mời gọi ngay trên đường phố. Có thể nói thời điểm đó nhan sắc thư sinh của Trần Hạo Dân rất sáng màn ảnh và được khán giả ưa chuộng. Nam diễn viên cũng có khả năng đóng phim đa dạng. Anh nổi tiếng với vai đoàn dự trong Thiên Long Bát Bộ 1996, Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký 2 1998, Na Tra trong Đát Kỷ Trụ Vương 2001, Tế Điên trong Tân Tế Công 2011. Ngoài ra, Trần Hạo Dân còn là một ca sĩ có tài. Tuy nhiên, một loạt scandal sau đó đã ảnh hưởng nặng nề tới hình ảnh của Trần Hạo Dân. Anh không chỉ mang tiếng trăng hoa, có ý định phản bội lúc vợ, người mẫu Tưởng Lệ Sa, mang bầu mà còn có hành vi thiếu đứng đắn với đồng nghiệp chưa tròn 20 tuổi. Sau khi phạm sai lầm, Trần Hạo Dân dần thay đổi thành người chồng chung thủy, yêu vợ thương con. Nam diễn viên liên tục chia sẻ hình ảnh gia đình hạnh phúc trên trang cá nhân.